Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm bánh canh. Thì bánh canh tại nhà mình làm đơn giản lắm, không có khó. Diễm chia sẻ cái công thức pha bột này á, mình có thể dùng máy nè ha, mình dùng cái dụng cụ ép tay, hoặc là không có thì mình dùng dao mình cắt vẫn được luôn. Thì cái sợi bánh canh nó dai nhưng mà vẫn có cái độ mềm dẻo ngon lắm. Bây giờ mình cùng vào bếp làm bánh canh với Diễm nha. Ở đây Diễm có hai gói bột là bột gạo thường nè và bột gạo tẻ hay còn gọi là bột gạo lọc. Thì nếu mà mình dùng bột gạo thường á, cái sữa bánh canh của mình nó sẽ có cái độ đặc và nó không có trong. Trong khi mình dùng bột gạo tẻ thì cái sữa bánh canh của mình nó dai và nó trong, nó ngon hơn. Cái này là tùy mình chọn ha. Tiếp theo là Diễm có cái gói tinh bột khoai tây và tinh bột năng. Thì tinh bột khoai tây á, khi mà mình dùng giúp cho bánh canh của mình nó trong, nó dai nhưng mà vẫn mềm. Trong khi tinh bột năng á, thì làm cho cái sữa bánh canh của mình nó dai, nó chắc hơn. Tùy mình thích thì mình có thể điều chỉnh. Với những cách làm á, thì Diễm thấy đơn giản nhất là mình dùng cái đồ ép này nè. Cái này thì Diễm mua lâu lắm rồi, chắc cũng 10 năm rồi đó. Thì nó có hai cái khuôn, một cái lỗ nhỏ và một cái lỗ to. Thì tùy mình thích cái sữa bánh canh như thế nào thì mình dùng. Thì nó có một cái mặt láng và cái mặt nhám á. Lúc mà để vào thì cái mặt láng mình sẽ để nó lên trên để cho nó tiếp xúc với bột á. Mình ép nó không có bị dính ha. Mình đi pha bột thì Diễm có 150g bột gạo tẻ, 100g tinh bột khoai tây, 40g bột năng, 4g muối là một muỗng cà phê, mình dùng muối nhuyễn cho nó dễ tan. Trộn lên cho hỗn hợp bột thật là đều. Bây giờ mình đi nấu nước sôi. Thì Diễm nấu khoảng 500ml nước á, bật bếp lên á, mình để cái lửa lớn nhất. Thì Diễm chia sẻ cái cách nấu nước tại vì có nhiều bạn lấy trùng bột không có được do cái nước chưa có sôi đủ đó. Lúc mà mình nhìn á, cái nước nó sủi thâm như vậy hoặc hơi nóng nó bốc lên thì nó cũng chưa có đủ 100 độ C đâu. Nó khoảng chừng 70 chưa tới mới 80 độ ha. Mình phải đợi thêm cho nó sôi sùng sục lên như vậy và nó tiếp tục sôi khoảng 15 tới 20 giây á, thì mình mới nhấc khỏi bếp ha. Như vậy thì nước nó mới sôi đạt. Nhắc khỏi bếp thì mình cho liền vào bột 150ml nha. Nước sôi 100 độ C thì nó mới làm cho bột nó chín như vậy, mình mới lấy trùng được ha. Còn mình trộn mà mình thấy nó không có chuyển sang màu trong là mình biết nước nó sôi chưa có đủ. Trộn đều tí xíu á, Diễm cho vào 12g dầu ăn là một muỗng canh. Trộn thêm lần nữa đó, mình dùng đũa mình trộn cho nó đỡ nóng ha. Trộn đều khoảng 45 cho tới 60 giây á, thì bây giờ á, Diễm đeo bao tay vào và mình sẽ nhồi tí xíu. Mình không phải nhồi, tức là mình bóp lại cho cái bột khô á, nó đều trong cái bột ướt. Đó là như vậy. Lúc này mình bóp lại thì mình thấy nó cũng khô và nó chưa kết dính. Thì mình cho thêm nước vào thì mình sử dụng tiếp tục cái nồi nước hồi nãy mình nấu đó. Diễm cho vào đây đầu tiên là 3 muỗng canh là 45ml ha. Thì mình cho vào đầu tiên như vậy á, rồi mình nhồi. Để cho những bạn mà không có cái dụng cụ ép bằng tay hoặc là không có máy đó thì mình sẽ cắt. Tức là mình dùng dao á, mình cán mỏng ra mình cắt. Mình cứ bóp lại cho cái bột nó kết dính ha. Đầu tiên thì mình có thể nó thấy nó rất là khô, nhưng mà mình nhồi tí xíu bắt đầu mình thấy nó mịn và nó kết dính thành một khối và nó không có bị dính. Cách pha bột này và cách nhồi này Diễm thấy mình cắt rất là dễ. Cầm khối bột lên mình thấy nó dẻo mềm nè. Và lúc cắt á, thì mình cứ cán mỏng. Mình cắt tới đâu thì mình cho thêm bột năng để mình áo cho sợi bánh canh nó không có bị dính lại với nhau là được. Còn bây giờ á, Diễm dùng cái dụng cụ ép tay thì Diễm sẽ cho thêm nước vào. Diễm cho 2 muỗng canh là 30ml. Nếu mình không có cái dụng cụ ép tay, mình dùng cái túi ni lông mình cắt cái lỗ nhỏ thì mình cho khoảng 3 muỗng canh ha. Tại bột nó mềm á, mình sẽ dễ bóp ra hơn. Dùng tay á, mình bóp cho nước nó thấm đều vào trong cái bột. Đó, như vậy thì Diễm thấy nó dẻo ngon nè. Mình ép tay rất là dễ. Dưới cái lượng bột này á, thì cái dụng cụ ép tay của Diễm á, Diễm chia ra làm 2 lần á. Còn nếu mà mình dùng túi ni lông á, thì mình cắt một cái lỗ nhỏ đó rồi mình ép một lượt luôn. Nước thật là sôi á, thì mình mới ép bánh canh vào nha. Tùy lượng nước ở trong bột mà sợi bánh canh này á, mình luộc nhanh hay chậm. Thì nếu mà mình dùng cái lượng nước ít á, mình luộc sẽ lâu hơn. Trong khi mà mình dùng lượng nước nhiều á, thì sợi bánh canh nó mau chín mau mềm hơn. Với cái lượng nước mà Diễm dùng trong đây á, thì Diễm luộc khoảng từ 2 tới 3 phút.
Khi mà bánh canh chín á, mình thấy nó sẽ nổi lên trên mặt như vậy, mình có thể ăn thử ha. Nước nó sôi á, mình để lửa trung bình nha, giữ cho nước luôn sôi thì bọt rất là nhiều. Mình ăn á, mình thấy cái độ mềm vừa ý á, thì mình nhắc ra. Nhắc ra khỏi bếp á, thì mình đổ liền vào một cái rổ nha, và mình xả lại nước. Mình có thể dùng nước lạnh hay là nước ấm đều được, quan trọng là mình rửa cho cái sữa bánh canh này nó sạch bọt á. Thì lúc này mình thấy sữa bánh canh nó trong lại rất là ngon luôn. Mình rửa xong á và mình để ráo là mình có thể ăn được ha. Mình có thể làm sẵn bánh canh như vậy rồi mình cất vào trong tủ lạnh được 1 tuần luôn, hoặc là trong tủ đông đá đều được. Cái bánh canh sợi này á, thì Diễm thấy mình ăn bánh canh cua nè, bánh canh giò heo, hoặc là như nhà Diễm á, hôm nay nấu bánh canh chay ăn rất là ngon luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh canh. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.